Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tổng Kho Đành Được. Hôm nay ngày 14 tháng 10 năm 2023, ba sản phẩm là chiếc lò chiên không dầu Kipo model KP AF657 thương hiệu Hàn Quốc, dung tích 15 lít, 9 phụ kiện inox, nồi cơm Media MDLC 1870, 6 chức năng cài đặt, dung tích 1.8 lít, và chiếc lò chiên không dầu Kapen K15 bản cộng xuất EU, 9 phụ kiện inox, 5 hoạt ốc từ trục quay 360, dung tích 15 lít, 2 nguồn nhiệt kép, 16 chức năng cài đặt sẵn, được gửi về cho 3 vị khách hàng. Video này xin gửi đến các anh các chị vừa là một kỷ niệm, cũng là một minh chứng cho cái uy tín sản phẩm, chất lượng bên Thành Được và cái dịch vụ sau bán hàng. Hàng bên Thành Được thì như các bác đã biết là hàng trước khi gửi đi đều được tháo ra, ghim điện, test máy, kiểm tra phụ kiện để tránh cái việc thiếu phụ kiện và lỗi sản xuất. Hai chiếc lò chiên không dầu này thì đều thuộc hai cái dòng cao cấp, chất lượng, vỏ đều là vỏ inox, nhiều chức năng và cánh cửa có thể quan sát ở bên trong. Một cái điểm đặc biệt ở những cái hàng tốt thì nó sẽ không sinh ra các chất độc hại gây ung thư trong quá trình nấu nướng ở nhiệt độ cao. Do đó nếu mà như chúng ta có nhu cầu sử dụng và có điều kiện thì thêm một chút kinh tế lên lấy những dòng sản phẩm như thế này. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác có hỏi Thành Được là các cái dòng nồi chiên hơi nước có tốt, có bền hay không. Thì đứng ở góc độ một người thợ thì tất cả các bác có thể hỏi những người thợ những ai am hiểu về đồ điện. Thì các bác đều biết rằng nồi chiên hay lò chiên thì tất cả những linh kiện, bo mạch điện, hệ thống chiên thì đều nằm ở trên nóc nồi, làm ở trên nóc. Bất kể một hãng nào, một thương hiệu nào thì đều bắt buộc làm ở trên nóc. Và cái hơi nước thì nó lại bốc từ phía dưới lên. Đồ điện thì nó rất là kỵ hơi ẩm. Cái này thì tất cả mọi người ai cũng biết rồi. Vậy theo các bác nghĩ thì nó có bền hay không? Đấy, còn nếu mà chúng ta có điều kiện kinh tế, chúng ta sử dụng trải nghiệm 1-2 năm hỏng thì không vấn đề gì. Đấy, còn nếu mà muốn bền thì theo Thành Được, chúng ta nên mua tách biệt ra nồi chiên riêng và nồi hấp riêng thì nó sẽ bền và đảm bảo hơn. Cái thứ hai là những cái dòng nồi chiên hơi nước, nhất là như của Hai Gút, cái vỏ kim loại, thì cái hơi nước khi nó bốc lên nó rất dễ dây truyền điện ra phía ngoài vỏ chạm mát, gây mất an toàn. Và những cái dòng mà gắn bảng điều khiển ở cánh cửa như thế này thì nó cũng sẽ không bền. Và các cái dòng lò chiên kiểu cao cấp thì nó đều là bảng điện tử. Do đó khi mà hơi nước nó bốc lên ở nhiệt độ cao, áp suất lớn như vậy thì sớm muộn các cái bo mạch điện tử nó cũng sẽ không thể chịu được. Và một khi mà cái hơi nước hơi ẩm nó xông vào bo mạch điện tử thì sẽ gây đến chập cháy loạn IC. Và cái vấn đề là sẽ không một thợ nào có thể sửa được nếu liên quan đến các cái bo mạch điện tử IC, bắt buộc là thay cả bo mạch. Đa phần những cái dòng nồi chiên hơi nước thì gần như hết bảo hành là đa phần sẽ bị hỏng. Tất cả những bên kỹ thuật của các hãng đã gửi mẫu cho Thành Được và Thành Được đã test kiểm tra và họ đều phải công nhận những cái điều đó. Tất nhiên là không thể phủ nhận được cái ưu việt, cái điểm ưu việt của nó, nhưng mà nói về độ bền thì chắc chắn nó sẽ không phải bền bằng việc chúng ta cùng một khoản tiền đó chúng ta mua một chiếc nồi chiên thường và chúng ta mua thêm một cái nồi hấp. Thì giá thành không những nó rẻ đi mà độ bền nó cao hơn và chiên nướng nó sẽ ngon hơn, hấp nó sẽ ngon hơn. Nó tách biệt nhau ra thì chắc chắn là khi mà cái việc tách biệt ra thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Còn dòng nồi chiên hệ thống điện, điện tử, bo mạch và hệ thống chiên nó đều nằm trên nóc nồi, hơi nước bốc lên thì chắc chắn tuổi thọ nó sẽ không cao. Thành Được đã lấy rất mẫu, nhiều mẫu của các hãng và đã kiểm tra test thử rồi. Do đó Thành Được quyết định là không chạy nồi chiên hơi nước để tránh cái việc phải nhận quá nhiều bảo hành. Quay trở lại cái buổi review ngày hôm nay thì ba sản phẩm này sẽ được gửi về cho 3 vị khách hàng. Đầu tiên là chiếc lò chiên không dầu Kapen K15 bản cộng xuất EU, đủ 9 phụ kiện và 5 món ốc trên trục quay 360. Thì đấy được gửi về cho chị Hạnh Vi
ở địa chỉ CT2 tòa Comma 6 đường 70 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và chiếc Capen K15 bản xuất EU này thành được cam kết bảo hành cho chị chính hãng 24 tháng. Lỗi sản xuất 1 ở 1 trong 30 ngày và hết bảo hành 25, thành được vẫn cam kết là bảo trì, hỗ trợ, thay thế sửa chữa linh kiện, chọn đời máy. Sản phẩm tiếp theo trong ngày 14 tháng 10 năm 2023 được gửi về cho chị Vũ Thị Trung Hà ở địa chỉ Ban Tuyên giáo huyện ủy thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà, Hải Phòng. Và chiếc nồi chiên không dầu Kibo KPAF657 này được cam kết bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Cuối cùng là chiếc nồi cơm điện tử Media MDLC1870 thì được gửi về cho chị Dung Nguyễn ngày 14 tháng 10 năm 2023 ở địa chỉ Phú Lão, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định. Và chiếc nồi cơm Media LC MD1870 này thì được cam kết bảo hành cho chị 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Như thông lệ thì mọi người đã biết là hàng mới thành được thì trước khi gửi đi thì đều được tháo ra, tức là gửi đi bán lẻ. Còn nếu mà xuất về cho đại lý và các cửa hàng điện máy thì chắc chắn là không để tháo ra mà kiểm tra hết được đâu. Cái vấn đề mời các anh chị nhà phân phối khi mà có lỗi thì được sẽ hỗ trợ bảo hành và liên hệ về hãng, cho nên mọi người thì an tâm tuyệt đối. Đấy, hàng bán lẻ trước gửi đi thì đều được tháo ra kiểm tra, test máy, ghim điện để tránh cái việc lỗi sản xuất hoặc là thiếu phụ kiện. Sau đó nó sẽ được dán tem ở phía sau, công khai địa chỉ số điện thoại để mọi người có thể liên hệ để bảo hành, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, đổi trả, vân vân. Đầu tiên là chiếc lò chiên không dầu gửi về cho chị Hạnh Vi ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chiếc lò chiên Capen K15 bản cộng thì chị có thể thấy là toàn bộ vỏ đều là inox và hàng tốt, hàng cao cấp thì nó nhìn nó rất là chắc chắn, nó sáng, nó khôn. Máy thì sẽ có 16 chức năng cài đặt sẵn, bảng LED hiển thị, 8 nút cảm ứng một chạm, nhiệt độ, thời gian, bật đèn, chế độ điều chỉnh bằng tay, nguồn nhiệt phía trên, nguồn nhiệt phía dưới, trục quay đô ti và hẹn giờ trước khi nấu, một cái lúm điều khiển bán cơ, dùng để tắt bật máy và chọn cách điều chỉnh các chế độ. Cánh cửa là cánh cửa trợ lực, có cửa kính quan sát bên trong, phía trong là kính cường lực chịu nhiệt và phía bên ngoài là kính Meca cách nhiệt. Phụ kiện đi kèm theo lò thì chúng ta sẽ có tổng là 9 phụ kiện và 5 con ốc trục quay 360, bao gồm là bộ xiên nướng thịt, nát em chở xuống cho, bộ xiên nướng thịt này, 10 que xiên và 10 que xiên này sẽ nắp vào là hai cái vỉ, hai cái vỉ nướng bộ trục BBQ rau củ quả này. Đây là quà khuyến mãi đi kèm này. Một cái vỉ chiên mắt mau, một vỉ chiên thanh inox dày, một vỉ chiên sâu lòng, một tay dụng cụ lấy đồ để tránh bị bỏng, một trục quay 360 và một khay hướng dầu. Rất nhiều phụ kiện, tổng là 9 phụ kiện. Một cái lồng quay dùng để rang nạt chiên khoai lổ bỏng. Và trong lồng quay này sẽ có hai cái ghim để sử dụng quay gà, quay vịt nguyên con, cũng như là một cái tay chống máy. Đầy đủ 5 con ốc đã được lắp sẵn vào các phụ kiện. Và quà khuyến mãi đi kèm thì sẽ có một kéo cắt gà Nhật Bản SK5, cán thép, lưỡi thép, chữ khắc chìm, một hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc, một bình xịt dầu và hai bật lửa. Và hai chiếc bật lửa với cái ngụ ý là mang sự ấm cúng tài lộc vào cho gia chủ. 9 phụ kiện đầy đủ và 4 quà tặng khuyến mãi. Sách hướng dẫn sử dụng thì về Việt Nam thì cuốn sách này ở một nửa phía sau sẽ là tiếng Việt, phiếu bảo hành.
Ở địa chỉ của công ty Carben là A24BT1, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hotline của kỹ thuật viên là 0901754147. Đầy đủ phụ kiện. Phụ kiện đã kiểm tra đầy đủ thì chúng ta sẽ test cái chức năng của máy. Mọi người có thể nhìn và quan sát lại một lần nữa là cái vỏ bên ngoài. Máy được thiết kế về dung tích 15 lít. Rất là lớn, có thể quay lướm con gà, con vịt nguyên con. Ngoài ra thể sấy hoa quả, lướm bánh, làm khô gà, khô bò, đi tốc hoặc vân vân. Bật máy. Chọn các chức năng bằng cách xoay lúm, đến đâu thì đèn sẽ sáng đến đó. Và để chọn chế độ bằng tay, chúng ta sẽ bấm chữ M. Ấn vào nhiệt độ, đèn nhấp nháy, xoay núm để chọn. Nhiệt độ thấp nhất ở chế độ cài đặt bằng tay là 50 độ C và cao nhất là 220 độ C. Cái giải phân bố rất là rộng. Giải phân bố nhiệt độ rộng như vậy thì giúp chúng ta làm được nhiều món ăn. Ở những cái dòng nồi chiên thông thường ấy, nhiệt độ chỉ lên đến tối đa là 200 thôi, do đó sẽ chiên nó sẽ không ngon bằng những cái dòng nồi cao cấp được. Thời gian cũng vậy. Chúng ta sẽ bấm vào thời gian này, ở màn hình nét nhấp nháy này, chúng ta sẽ chọn xoay núm. Cái núm xoay này thì nó có một cái hay là nó chọn nhiệt độ chính xác và rất là nhanh. Và sau khi đã chọn được nhiệt độ thời gian thì chúng ta phải bật đèn. Bật đèn này. Chọn nguồn nhiệt phía trên hoặc là nguồn nhiệt phía dưới. Sau đó ấn on up một lần nữa là máy sẽ chạy. Trục quay đô ti. Cánh cửa trợ lực 30 độ, 60 độ và 90 độ. Bản lề trợ lực này thì nó giúp chúng ta là khi mở cánh cửa nó không sợ bị rơi, bị vỡ, bị bể. Phía bên trong này là cái này là kính cường lực chịu nhiệt. Và toàn bộ những cái phần mà tiếp xúc với nguồn nhiệt phía trong lò này, đây những phần tiếp xúc này. Tiếp xúc phần trong lò thẳng ra đây. Các bạn nhìn thấy này, từ trong lò đi thẳng ra này, ốp cánh cửa vào này, thì nó đều là được cấu tạo từ inox hoặc là kính cường lực chịu nhiệt, kính thủy tinh. Lòng nò thì phía dưới sẽ có hai đăng nhiệt kép mai xoa bổ trợ. Ở phía trên thì sẽ có cái mâm nhiệt xoắn, đèn chiếu sáng. Hệ thống phía trên sẽ có quạt, hệ thống quạt gió đối lưu ra fit air, trục quay đô ti. Và những cái dòng nò chiên mà cái bảng điều khiển, hệ điều khiển là cố định như này ấy, thì đa phần cái hệ thống quạt gió đối lưu ra fit air và phía trên sẽ có thêm một cái quạt gió nữa để nó giúp tản nhiệt. Nó đẩy tất cả cái nguồn gió nóng từ trong lò cũng như là cái nguồn gió mát từ phía ngoài nó hút vào để làm mát các cái bo mạch linh kiện ở phía trong lò. Do đó cái tuổi thọ của máy sẽ rất là cao. Nó không như các cái dòng mà bảng điều khiển cố định ở cánh tay. Làm bảng điều khiển cố định ở cánh tay này thì nó sẽ có một cái dây cáp phải lối ở phía dưới và nó sẽ không thể nào mà lắp được cái quạt làm mát ở đây được. Do đó là khi mà nhiệt độ cao ấy, thì cái bảng điều khiển ở cánh tay, cái hệ thống bo mạch nó sẽ không có cái để làm mát. Do đó cái tuổi thọ nó sẽ không cao. Nhất là đun nấu ở nhiệt độ cao lên đến 200 độ C như là lò nướng với lò chiên thì bắt buộc là phải có hệ thống làm mát thì máy mới bền được. Tiếp theo thì lại sẽ là chiếc nồi cơm điện gửi về cho chị Dung ở Vũ Bản, Nam Định. Trên nồi nó vẫn là có một lớp ni lông thì về chị sẽ bóc ra ở phía trong nồi này. Nồi đã lên này, chọn các chức năng này bằng cái ấn chức năng này. Chức năng này, nấu cơm này, luộc này, nấu canh này, nấu cháo này, lẩu này, đun nóng này. Và khi chọn chức năng xong sẽ ấn bắt đầu. Tắt thủy, hẹn giờ. Chức năng hẹn giờ này. À, hẹn giờ trước khi nấu, để định giờ trước khi nấu và hẹn định giờ và hẹn giờ. Ở phía trong sẽ có một dây nguồn này, một xưởng hấp, hai cái môi, cốc đong nước, giấy bảo hành. Và với cái dung tích lớn là 1.8 lít thì dạng lòng niêu như này thì chúng ta có thể nấu cơm cho từ 4 đến 6 người ăn vô tư thoải mái. Lòng nò, lòng nồi. Ok, đầy đủ phụ kiện.
Phía bên cạnh chúng ta sẽ test sang cái chiếc lồi cơm. Ta sẽ cho cái phụ kiện này xuống để đóng cái nắp nồi cơm lại để anh Đức sẽ quay rõ hơn các bác nhìn thấy nồi chiên. Kibo cũng là vỏ inox. Chiếc kibo này thì được gửi về cho chị Trung Hà ở Cát Bà, Hải Phòng. Thì phụ kiện nó sẽ có 9 phụ kiện inox giống chiếc Capen. Một vỉ chiên mắt mau này, bộ trục và xiên nướng thịt BBQ rau củ quả sẽ có 2 cái vỉ. 10 que xiên nướng để lắp này. Tay gắp. Trục quay 360. Vỉ chiên thanh inox dày. Khay hướng dầu. Vỉ chiên mắt mau. Và lồng quay đang nạt trên khoai lổ bằng. Và trong lồng quay này cũng sẽ có ghim quay cả vịt cũng như là trục quay, cái thanh nắp phía sau máy để giữ khoảng cách tối thiểu giữa máy và tường. Nhắc về cái giữ khoảng cách tối thiểu giữa máy và tường thì các anh các chị và các bạn nên để máy cách xa tường từ 15 đến 20 phân để cho máy nó có cái không gian để làm mát, tuổi thọ của máy nó sẽ bền hơn. Và quà tặng kèm sẽ có 4 quà tặng để bao gồm bình xịt dầu, kéo cắt gà, 2 bật lửa và hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc. Hay là tổng quà khuyến tặng cũng sẽ tặng kèm như vậy. Để miễn ship toàn quốc ra, tặng kèm 4 quà khuyến mãi. Và nhận hàng được kiểm tra, bật lên chạy thử để ok mà thanh toán. Chiếc Capen cũng vậy, cũng sẽ tặng đầy đủ 4 quà tặng khuyến mãi kèm. Thì sau khi đã mà kiểm tra phụ kiện của chiếc Kibo này đã đầy đủ thì được sẽ test chức năng của máy. Để test chức năng ta sẽ bấm phím bật tắt này. Kibo thì nó sẽ là bảng điều khiển cảm ứng điện tử và cái bảng LED rất là rộng, nó phù hợp với những trẻ nhỏ và người cao tuổi. Và cái bảng điều khiển này đều là tiếng Việt. Để bật tắt này. Để xoay núm để chọn các chức năng: khoai chiên, thịt, cá, gà, pizza, sấy khô, thịt xiên. Để chọn cái này bằng tay, nó sẽ bấm vào chế độ tùy chỉnh, sau đó bấm vào nhiệt độ. Đèn sẽ nhấp nháy này, nhiệt độ thấp nhất là 40 độ C và cao nhất lên đến 230 độ C. Ở nhiệt độ cao như này thì chiên rán nó sẽ ngon, vàng, giòn. Do đó mà những cái lồi chiên hơi nước nó không thể làm được. Thời gian nó vậy, ấn vào thời gian đèn sáng, màn hình nhấp nháy này. Chọn thời gian đấy, cao nhất là 2 giờ. Và thấp nhất sẽ là 1 phút. Và sau khi mà đã chọn được cái thời gian nhiệt độ, sẽ bấm hình tam giác với hạch ngang này là máy sẽ chạy. Cả hai chiếc này thì đều dòng cao cấp, máy chạy rất là êm. Đây, cánh cửa trợ lực. Đây là cái bảng Meka ấy, hãng họ lắp vào chứ không phải là cái bảng điều khiển cố định. Bảng điều khiển cố định ở trên đây này. Bảng điều khiển của máy là ở đây này. Còn đây là cái Meka hãng lắp vào để tăng thêm cái độ cứng cho cái tay cầm này thôi. Chứ nó không phải là bảng điều khiển đâu, mọi người hay rất là nhầm lẫn. 30 độ, 60 độ, 90 độ. Phía trong lòng lò thì cũng giống như Capen, nhưng mà lòng lò của Kibo là inox đánh bóng, còn Capen là inox mờ. Inox của Kibo thì dùng nam châm là bắt bắt, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng gì cả. Cũng giống như là lồi đun bếp từ vậy, không bao giờ có thể hoen gì được. Thế còn inox của Capen thì nó không bắt giấm bắt dính nam châm ở trong cái lòng lò nhé. Lòng lò nó không bắt giấm bắt dính nam châm. Thì nó pha ít kim, nó không pha kim loại. Thế nên là nó sẽ tốt hơn. Rồi, cả hai chiếc đã đều hoạt động ok hoàn hảo. Sau khi đã kiểm tra xong tất cả 3 sản phẩm thì ngoài cái việc tem phiếu bảo hành của hãng ra, bảo hành của Kibo thì sẽ được dán ngay trong một quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, phiếu bảo hành và địa chỉ cũng như là trung tâm, số điện thoại của kỹ thuật viên Kibo sẽ tiệp ngay trong quyển sách hướng dẫn sử dụng. Sau khi đã kiểm tra xong thì ngoài cái việc mà tem phiếu bảo hành của hãng này, Thành Đức sẽ có thêm một phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên, một catalog đi kèm.
và dán trực tiếp ở phía sau máy. Mọi người có thể nhìn thấy đây, dán trực tiếp ở phía sau máy. Con Kibo này là quên chưa dán. Thì sau khi kiểm tra xong, Thành Đức sẽ dán vào tem bảo hành vào đây. Đây còn Capen đã dán rồi. Tem bảo hành thì sẽ có cái công khai địa chỉ số điện thoại. Nồi cơm cũng vậy nhé, nồi cơm cũng thế này. Còn chiếc Kibo này là vẫn chưa dán này. Hàng chính hãng Kibo thì phía sau sẽ có cái mã QR code để check hàng giả hàng nhái. Mọi người thể nhìn phía sau cả hai máy, hàng tốt hàng cao cấp thì sẽ rất là cẩn thận. Ốc thì đều là ốc inox hết. Miễn ship toàn quốc, đặt hàng để lại địa chỉ số điện thoại, nhận hàng được kiểm tra, bật lên chạy thử, ok mà thanh toán. Và Thành Được làm việc uy tín cho nên rất hoan hỉ anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra thẩm định máy, thẩm định chất lượng. Phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì sẽ tặng luôn cái máy này cho các bác. Làm việc uy tín lúc nào cũng hoan hỉ anh em thợ trong ngành, trong nghề kiểm tra thẩm định. Không ngại va chạm với thợ thuyền. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi về hòm thư điện tử email thanhduoc2807192@gmail.com. Và có một lưu ý nhỏ là tất cả những sản phẩm mà khi các bác mua online thì chúng ta nên giữ lại cái thùng xốp. Tại sao lại được bà nói nên giữ lại thùng xốp? Vì chúng ta nên giữ lại để nếu như cần thiết mà bảo hành hoặc đổi trả thì chúng ta sẽ có cái đồ để đóng vào, thùng xốp để đóng vào. Thùng xốp đi theo máy thì nó sẽ có thùng thùng bên trong, thùng bên ngoài và cái xốp chèn nó đúng re đúng khớp. Thì nó như vậy thì nó sẽ trong quá trình vận chuyển nó sẽ không bị đảm bảo cho hàng hóa của chúng ta là không bị bể vỡ móp méo. Do đó mọi người nên giữ lại thùng xốp cất đi để cái quá trình bảo hành nó được thuận tiện và an toàn hơn. Những hãng và công ty thì họ sẽ không chịu trách nhiệm khi mà các bác gửi về hàng bị bể vỡ móp méo, bảo hành họ sẽ không nhận. Do đó nó sẽ thiệt thòi đến chúng ta. Vì vậy mọi người nên cất những cái thùng xốp đi để bảo hành vận chuyển nó dễ dàng hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Thành Được với phương châm thành tín, coi uy tín quý như sinh mệnh, thành trong thành là trung thực, tín trong uy tín, tận tâm nhiệt tình trách nhiệm. Thành Được nói được làm được. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Tất cả những thắc mắc, góp ý xin gửi về email và số điện thoại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.